cũng giống như cái chánh điện này, chúng tôi đóng cửa lại. Và khi hồi hướng xong thì mọi người đi ra, thì người nào ở gần cửa đó thì người đó ra trước chứ sao, mặc dù người đó bệnh nhưng vẫn ra trước. Cái nghiệp nó nhẹ, mặc dù cái nghiệp xấu mà nhẹ, trong giờ phút lâm chung vẫn là ưu tiên trả quả trước. Cho nên bây giờ phải tu là cỡ phúc, tình là giới quan này vậy đó. Cái gì đồng ý là giảng tới 8 giờ đêm nha. Nghe mưa nơi này, xin lỗi, con tin yêu thương vô tình chợt gọi, con tim yêu thương vô tình chợt gọi, lại thấy trong ta hiện bóng con người là Đức Phật. Trong cái cuồng quay của đau khổ này thì có Đức Phật xuất hiện, đúng không?